Trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Đại quân. Trong tim anh biết hỏi phương nào,
Yes. Đời lênh đênh trôi mây đi dòng mây vàng, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dân cao cao đất nguyện quốc chung. Nhìn quê hương thân em gầy bọt nắng, nghe tim mình đau tròn. Xin chào Bình Hòa. Hồi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi thắp đau nỗi. Thế là Hòa Mạnh. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngắm. Yes. Trong lòng người đi nơi nhìn chung cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, giờ bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê dân biển hết đau thương. Và như đẹp. Kính mời tất cả các chư vị cùng chúng ta tương tác dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sớm giải thể Tàu Viện Cộng sản Việt Nam và xây dựng lại đất nước. Cầu nguyện cho quốc dân Hoa Kỳ đạt thành ý nguyện. Cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàn bạo Tà Quyền Cộng sản Việt Nam. Cầu nguyện cho Đảng Cộng sản Việt Nam sớm quay về với chính nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Lạy Đấng Tối Cao Thượng Đế Trời Phật và Hùng Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phổ hộ độ trì ban phước lành cho chúng con.
Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan đoàn kết nhẫn nại can đảm sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa. Dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc quân quen trường cũ mỗi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng lương thánh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lắm liệt mà thét cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Trân trọng, kính cảm ơn quý chư vị đã tương tác cùng chúng tôi dân lập cầu nguyện. Hôm nay máu anh hùng vẫn tiếp tục gọi non sông. Hôm nay là ngày 27, là ngày tháng cuối của tháng Tư Đen và cũng là cái ngày tháng mà đất nước Việt Nam mình bị loài quỷ đỏ cộng sản Hà Nội xâm lăng. Đây là bọn cộng sản Hà Nội xâm lăng chứ không phải như tập đoàn cộng sản ở trên truyền là nó đi giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam. Dân tộc Việt Nam có cần đảng cộng sản Việt Nam giải phóng? Dân tộc Việt Nam có cần đảng cộng sản mới sinh tồn? Đây là cái bọn thổ phỉ dùng chiến lược, dùng lý thuyết của ngoại bang về cai trị trên quốc dân quê hương Việt Nam chúng ta. Nước Việt Nam của chúng ta không còn thiết phải có đảng cộng sản. Chúng đã sống một cách nghèo nàn ở ngoài phương Bắc, rồi chúng đã vào cuộc tranh quyền tại miền Nam Việt Nam, chúng nó gọi là giải phóng. Miền Nam Việt Nam nó có cần những cái thứ giải phóng rẻ tiền, thổ phỉ đó hay không? Dân tộc miền Nam đã có cuộc sống lành mạnh, dân tộc Việt Nam đã có một cuộc sống tự do dân chủ. Bọn cộng sản xâm lăng của Hà Nội, nó là một lũ cướp chính quyền trả thù dân tộc, chứ không phải là một cái chính sách cách mạng nào để giải phóng quê hương cả. Đương nhiên chúng tôi còn phải dùng sự viện trợ của ngoại bang, vũ khí của ngoại bang, tài sản của ngoại bang đưa vào miền Nam Việt Nam để chi? Để chống lại cái bọn mà nó dùng chính sách ngoại bang nó cai trị khúc miền Nam Việt Nam. Tập đoàn cộng sản nó dùng chính sách của tên Hồ Chí Minh, mà tên Hồ Chí Minh là tên gián điệp của Tàu Cộng, mà tên gián điệp Tàu Cộng là nó lụm lặt những cái lý thuyết của Mác Lê ở ngoại bang về cai trị sắc máu trên quê hương của chúng ta. Vậy tại miền Nam Việt Nam không bao giờ có vũ khí nào xét thương cả, chỉ có cái tầm vong dốc nhọn mà thôi. Cái tầm vong dốc nhọn thì làm sao mà có thể đâm được cái áo giáp, đâm được cái chiếc xe T-54, đâm được cái súng AK của bọn chúng đâu. Cho nên chúng tôi cần phải có sự viện trợ của ngoại bang, vũ khí của ngoại bang, súng đạn của ngoại bang để về đánh đuổi những cái bọn mang lý tưởng ngoại bang cai trị trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Hỏi thử tập đoàn cộng sản Hà Nội nó có tự chế ra cái AK-47 T-54 hay là B-40 không? Quý vị nào ngày hôm nay đi ra đường gặp tên bộ đội có cầm cái súng, quý vị hỏi thử cái súng đó nó chế tại Hà Nội tại Hồ Con Rùa chăng? Hay là chúng nó đem xương máu của toàn cõi quốc gia Việt Nam để đi thuê, đi mướn, đi mượn những cái vũ khí ngoại bang để về lên xét thương quốc dân Việt Nam. Bởi vì thế mà chúng tôi tại miền Nam Việt Nam
không phải vì chỉ dùng cái tầm vong dốt nhọn để chống lại những cái súng vũ sắt súng sắt với cái viên đạn đầm đó, mà chúng tôi cần phải có sự hỗ trợ lực lượng của Hoa Kỳ, hỗ trợ vũ khí của Hoa Kỳ, dùng vũ khí lực lượng ngoại bang chống lại lý thuyết và vũ khí ngoại bang của tập đoàn Cộng sản Hà Nội. Điều đó chúng tôi tại miền Nam Việt Nam thừa nhận và nó là sự thật như thế. Chúng tôi đã có cúi đầu ngu muội để chức trách tập đoàn Cộng sản Hà Nội dùng vũ khí của ngoại bang và chính sách của ngoại bang để hạ hiếp quốc dân miền Nam. Chúng tôi cần phải dùng những cái thứ vũ khí của ngoại bang để chống lại những lý thuyết và vũ khí ngoại bang của tập đoàn Cộng sản Hà Nội. Xin thưa quý quốc dân Việt Nam, quý vị nên nhớ một điều. Khi tập đoàn Cộng sản nó lên nước tuyên truyền, nó nói dân Việt Nam chỉ dùng vũ khí súng đạn của Mỹ về giết dân lành. Hỏi thử tập đoàn Cộng sản nó dùng vũ khí nào nó để nó mang vào chết dọc theo đường rừng Trường Sơn. B-40 chẳng lẽ là vũ khí của Hà Nội nó chế tại Hồ Con Rùa chăng? Xe tăng T-54 chẳng lẽ nó chế tại Hồ Con Rùa chăng? Hỏi tập đoàn Cộng sản như thế. Còn nói nếu nó trả lời rằng đây là vũ khí của xã hội chủ nghĩa anh em viện trợ về cho Cộng sản miền Bắc, thì dân miền Nam cũng phải có những cái vũ khí ở ngoại bang của xã hội tự do dân chủ mới có khả năng tiêu diệt chống lại những cái vũ khí xâm lăng Cộng sản Bắc Việt. Chứ dân miền Nam chưa bao giờ có cái vũ khí nào xét thương cả. Vũ khí ở tại miền Nam Việt Nam chỉ có cây súng sắt, xin lỗi, chỉ có cây tầm vong tuốt nhỏ mà thôi. Cho nên chúng tôi không trả gì cúi đầu để nghe những ông bọn Cộng sản nó nói rằng miền Nam Việt Nam dùng vũ khí của Hoa Kỳ, của ngoại bang. Đúng, chúng tôi dùng vũ khí của ngoại bang, lương thực của ngoại bang, thực phẩm của ngoại bang về để chống lại những cái lý thuyết và vũ khí của ngoại bang của các người Cộng sản Hà Nội. Đơn giản như thế. Ấy mới nói là lực phản lực là chỗ đó. Tập đoàn Cộng sản từ lúc khởi thị cho đến tới ngày hôm nay, chúng nó luôn nói rõ mà tại quốc dân Việt Nam chúng ta vội quên nó thôi. Nó làm gì có chính quyền. Nó chỉ là thừa thắng xông lên cúp chính quyền ngày 17 tháng 8 năm 1945 cho mãi đến tới ngày hôm nay, lúc nào cũng là thừa thắng xông lên cúp chính quyền. Chứ tập đoàn Cộng sản Hà Nội làm gì có chính quyền sẵn để mà nó dưng cho quốc dân Việt Nam được. Cho nên quốc dân Việt Nam đừng có bao giờ chỉ nghe một điều chúng nó ru ngu mà cho nó là cái khuôn vàng thứ ngọc. Quý vị nên nhớ, xin lỗi, tập đoàn Cộng sản nó dùng từ, nó biết là quốc dân Việt Nam không có khả năng đào sâu cuốc bẩm trong các từ điển, các kho tàng văn hóa để mà phản biện chúng nó. Chúng nó dùng những cái mỹ từ như thế làm cho quốc dân Việt Nam không biết đâu mà rồi. Khi chúng nó vào cướp chính quyền miền Nam Việt Nam, chúng nó kêu gọi là gì? Tất cả anh em chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan cao cấp thì đi học một tháng rưỡi hay là hai tháng, còn sĩ quan hạ sĩ quan cấp bậc thấp thì đi học 14 ngày, 15 ngày. Nhưng nào có đúng như thế đâu. Tập đoàn Cộng sản là một lũ mọi rợ ma mạnh. Chúng nó dụ hết tất cả các anh em quân nhân chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan cao cấp, đưa hết vào rừng sâu để đi làm khổ sai bên trong. 18 năm, 10 năm, 11, 12, 13, 14, 15, 17 năm, 20 năm, có người 20 mấy năm. Chúng ta nói là nhà cách mạng nó giải phóng dân tộc gì mà nó vô nó tuyên bố rằng là vợ con Mỹ ta xài, con của Mỹ ta sai, còn Mỹ đưa lên rừng làm khổ sai. Đó là nhà cách mạng hay sao? Là một lũ đi chăn trâu, nó lên nó cầm nắm chính quyền.
Cho nên nó xem quốc dân Việt Nam như một dân tộc khác người, như là một cái dân tộc mà có thể chỉ cần tiêu diệt thôi. Bởi vì nó xem quốc dân Việt Nam đâu phải là dân tộc trên đất nước Việt Nam đâu. Quốc dân Việt Nam nó nằm hoàn toàn hết trong vai tin của tên Hồ Chí Minh rồi. Bọn Cộng sản nó từng nói mà. Dân tộc miền Nam nằm trong vai tin của Bác. Nó nói như thế đó. Còn những số người còn sống ở ngoài xã hội, số người đó muốn giết thì cứ giết thẳng tay, muốn tiêu diệt thì cứ tiêu diệt thẳng tay, không lục lệ, không có cái thứ gì có thể ngăn cản bọn chúng đó. Như vậy là chúng nó có phải là cái lò vĩ sư không? Sở dĩ tôi thưa lại cho quý vị biết, bởi vì trong những ngày tháng qua quý vị ở trong nước bị tuyên truyền vô cùng tàn bạo, cho rằng là tại miền Nam Việt Nam mà ngày xưa Việt Nam còn hòa là dùng mà là vũ khí sát thương của Mỹ, của mọi bang để về hài hiếp quốc dân, đánh giết chết quốc dân. À, chẳng lẽ tập đoàn Cộng sản nó dùng cái tầm châm thuốc nhọn ở ngoài Hà Nội nó vô miền Nam chăng à? Hay là nó mang cái AK được sản xuất từ thời tiệp khắc của Liên Xô của Tàu Cộng? Hay là nó mang T-54 của Tàu Cộng của Nga để đem gì nghiền nát dân tộc miền Nam? Hãy hỏi tập đoàn Cộng sản. Nếu chúng nó là con người thì chúng nó phải nhận diện một cái vô cùng vô liêm sỉ. Cho nên xin thưa với quốc dân Việt Nam, chúng ta nhất định phải hài tội cho được tập đoàn Cộng sản sau này. Quốc dân Việt Nam, đó là cái quyền của quốc dân Việt Nam đó. Chúng tôi được ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đặng Quân huấn luyện rất kỹ, nhất định chúng ta không có hận thù. Đó là với tư cách là một chiến sĩ trong chính phủ của Đại Tâm Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi nói rằng chúng tôi không có hận thù bất cứ những kẻ nào gây tàn thương chết chóc và gây hận thù tại miền Nam Việt Nam. Điều đó thuộc về cái quyền quyết định của quốc dân Việt Nam. Cho nên sau này khi Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa có thể về quê hương trong sớm nhất có thể, mà quốc dân Việt Nam đứng lên để hài tội bọn giặc cầm, thì cái đó là quyền của quốc dân miền Nam Việt Nam. Quốc dân có hai miền Nam. Chúng tôi nằm trong cái ban hành pháp và chúng tôi sẽ thi hành những cái gì đã ghi trong hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Việt cộng bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa là một lá bùa hộ mạng, là con tàu để cứu vớt tất cả những người còn đắm đuối ở bể sâu. Chiến lược và hiến pháp của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa không chứa những một chữ nào, một câu văn nào, ý nghĩa nào là hận thù trong đó. Mọi thứ việc điều nằm sự trong tay quyết định của quốc dân Việt Nam. Cho nên xin thưa tất cả, một ngày khi giờ oi linh đã đến, khi giờ sấm sét trút lên đầu của quân xâm lăng Cộng sản Bắc Việt, thì cái định mệnh đang chờ đợi kia đều sự giải quyết giữa quốc dân và bọn xâm lăng. Cho nên quốc dân Việt Nam cố gắng kiên nhẫn và hãy thực thi đúng mức quyền công dân của chúng ta một ngày gần đây. Bởi vì chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về một phong trào, một lịch sử đã để lại hằng trên tất cả các lịch sử thời gian và không gian, rằng tập đoàn Cộng sản nó sẽ phải tan rã đi. Khi tên Tổng thống Putin bị bắt sống rồi thì tất cả những tập đoàn Cộng sản còn lại phải cúi đầu trước quốc dân. Tên Tập Cận Bình cũng tương tự như thế, cũng sẽ bị bắt sống. Và khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã thành lập một chính phủ toàn cầu, một lực lượng cơ quan cảnh sát môi trường quốc tế rồi, thì tên Putin hay Tập Cận Bình, bọn
Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đều phải bị cầm đầu hết tất cả. Bây giờ khắp báo chí và khắp cơ quan trên Âu Châu gọi những cái tên cộng sản lãnh đạo, cộng sản khác nhau là bọn đầu sỏ. Bọn đầu sỏ Putin, bọn đầu sỏ chính trị của Việt Nam, bọn đầu sỏ chính trị của Tàu Cầm, rồi sẽ được công lý. Phải biết. Xin phép vị mời vị. Cho nên cô Tổng thống Nguyễn Thiệu trước khi rời nhiệm sở, ngài để lại một câu nói như là một chiếc cầu bế tắc ngôn luận để cho quốc dân Việt Nam bước lên chiếc cầu đó mà nhận diện ra tập đoàn Cộng sản là ai, là đừng nghe những gì tập đoàn Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì tập đoàn Cộng sản làm. Bởi vì chính tập đoàn Cộng sản nó cũng lừa dối cho chính đồng chí của bọn chúng đó mà. Cho nên ta ngày hôm nay rất nhiều ông bộ trưởng với tư cách là ông bộ trưởng nhưng bị chúng đó ám hại, nó xô xuống, nó cho uống rượu, nó xô xuống từ nhà lầu 8 tầng, từ nhà lầu 14 tầng nó xô nhào xuống. Qua ở bên trong nó buộc tất cả các ông bộ trưởng phải chấp đầy đủ những cái mánh lẽ để hút máu nhân dân. Cho nên với chức vụ bộ trưởng mà chỉ có cúi mặt trước cái sự lãnh đạo ngôn cuồng của cái bọn nô lệ Cộng sản Việt Nam, cái bọn đó là cái bọn nô lệ của Tàu Cộng mà là cài cắm qua đó. Cho nên quốc dân Việt Nam chúng ta hãy thức tỉnh và nhìn rõ vào cái sự thật, đừng e dè rụt rè và sợ hãi. Và tập con Cộng sản Việt Nam nên nhớ một điều, nếu các ngươi mà đụng đến quốc dân Việt Nam, nếu các ngươi mà đụng đến thành viên của chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay, thì ngày mai đây quý vị sẽ trả lại gấp 10 lần. Ngày hôm nay quý vị lấy một cái răng, ngày mai quý vị sẽ trả lại 10 cái răng. Ngày hôm nay quý vị lấy một con mắt, ngày mai quý vị sẽ trả lại 10 con mắt. Ngày hôm nay quý vị lấy một cái chiếc áo của người dân, ngày mai quý vị sẽ trả lại 10 chiếc áo của người dân cho người dân. Huống chi mẫu đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam là bọn ác ôn nhất, hút máu nhân dân, đầy dẫy chất chứa đầy những cái tội lỗi và tích trữ lắm nhiều tiền của, mà Tòa án Môi trường Quốc tế ngày 14 tháng 4 năm 2021 vừa qua đã phán quyết ngày Đức Quốc Công được hưởng mọ buộc mẫu một tên đảng viên đảng Cộng sản phải trả 20 tỷ Mỹ Kim, mà trong đó có đến trên 1 triệu đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam đang mắc nợ quốc dân Việt Nam, đang mắc nợ ngày Đức Quốc Công Việt Nam. Chúng ta hãy truy lùng và tịch thu hết tất cả những số tài sản đó quốc dân Việt Nam. Hãy lưu ý tài sản của tập đoàn Cộng sản Việt Nam nó giấu ở đâu, nó chôn giấu, nó nhờ đâu. Hãy lưu ý khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về quốc, quý vị khai báo hết những tài sản giấu giếm tập đoàn Cộng sản đó cho chính quyền địa phương, quý vị được 10% trong cái số đó. Và Tập Cận Bình còn nợ Đức Quốc Công 38.000 tỷ Mỹ Kim. Số nợ đó tập đoàn Cộng sản Việt Nam không, tập đoàn Cộng sản Tàu và tập đoàn Cộng sản Việt Nam không thể chạy ở đâu cả, và không có nơi nào trên thế giới này cho các ngươi hạ cánh an toàn đâu. Cho nên quốc dân Việt Nam chúng ta nên hãy nghĩ tới cái tương lai gần đây, quý vị nhất định sẽ thoát khỏi những cái cảnh sống nô lệ và nghèo đói,
vì vị nhất định dân tộc Việt Nam chúng ta oai hùng sống trên một đất nước có một thành thủ đô là Hoàng Ngọc Viễn Đông. Chúng ta có rừng vàng biển bạc, chúng ta có đầy đủ thể chất và cuộc đời để cho có một sự sinh sống trên một cái địa lý thật là lý tưởng giữa cái hòn vũ này. Chỉ có đất nước Việt Nam chúng ta mới là một đất nước đầy đủ lý tưởng mà đã không còn chiến tranh 47 năm trôi qua mà nghe quốc dân Việt Nam vẫn còn than tối, than nghèo, than khổ. Ta than chính phủ này khó, chính phủ cộng sản khó thế này thế nào. Trời nước Việt Nam mà có chính phủ cho nên quý vị đừng có gọi đồ cộng sản là chính phủ, là nhà nước nữa. Quý vị gọi như thế là nó sẽ đánh tiếp tục, nó chà đạp quý vị. Tập đoàn cộng sản mà có nhà nước, nó lại ăn cướp mà lại có nhà nước hay sao? Người Mỹ gài đổ vô cho tập đoàn cộng sản tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nó dùng xe tăng mà nó kén gãy cộng dinh độc lập. Phim ảnh còn để đó, người ta nói là một tấm ảnh có khả năng diễn tả 1000 lời nói. Thì cái tấm ảnh mà tập đoàn cộng sản nó dùng xe tăng mà nó kén bức cái cộng dinh độc lập. Tấm ảnh đó sẽ nói lên hết tất cả những cái sự cúp giật của bọn cộng sản này nè. Bởi vì cái sự hiếu chiến của tập đoàn cộng sản nó nghĩ rằng là nó sẽ vua nó cúp chính quyền rồi trên thế giới không ai làm gì nó. Quý vị nên nhớ một điều. Sau khi tập đoàn cộng sản nó cúp chính quyền, nó nghĩ rằng là người Mỹ sẽ bồi thường chiến tranh hàng tỷ đô la để chúng nó cảm thấy thoải mái, cảm ơn. Nhưng mà làm ở trong cái đất nước Ba Lê ngày 27 tháng Giêng năm 1973 trong đó có ghi một bọn cộng sản, có ký trong đó bọn cộng sản Tàu, có ký trong đó có Hoa Kỳ, ký trong đó có Việt Nam, còn họ ký trong đó có một cái bọn Nghị Cầm ở tại cục R gọi là Việt Cầm ở miền Nam Việt Nam cũng có ký ở trong đó rằng sẽ sự quyết định là của quốc dân Việt Nam sẽ có một vụ trưng cầu dân ý hai miền Nam, hai chế độ của miền Nam. Rồi, chế độ của hai miền Nam phải đọc cho rõ như thế. Được dân bầu quyết định chọn ra một chính phủ gọi là một chính phủ của miền Nam. Rồi chính phủ của miền Nam cùng với chính phủ của Bắc Việt cũng được dân bầu chọn lại một, còn lại một chính phủ. Rồi lúc đó mới gọi là thống nhất. Đằng này tập đoàn cộng sản nó làm gì? Nó để cho dân bầu rồi nó dùng xe tăng đó. Cho nên cái tấm hình tôi nhắc đi nhắc lại chiếc xe tăng đó. Đó là cái tàn dư của tập đoàn cộng sản nó để lại. Và nó tấm hình đó ngày mai này nó sẽ đốt cháy hết cả rừng cộng sản của bọn chúng. Cho nên người Mỹ nước nào có viện trợ hay là có bồi thường chiến tranh gì cho tập đoàn cộng sản Hà Nội đâu. Cho nên tập đoàn cộng sản Hà Nội nó nói tại sao người Mỹ lật lọng, nói rằng là sau hết chiến tranh thì người Mỹ sẽ bồi thường chiến tranh. Bây giờ hết chiến tranh không thấy người Mỹ bồi thường. Người Mỹ nào bồi thường chiến tranh cho các kẻ ăn cướp? Hôm nay tập đoàn cộng sản nghe rõ chưa? Bây giờ quý vị đã biết câu hỏi tại sao người Mỹ không thấy bồi thường chiến tranh chưa? Người Mỹ không bao giờ bồi thường đưa tiền cho cái kẻ ăn cướp cả. Người Mỹ sẽ bồi thường, ắt hẳn đã được bồi thường nếu hai miền Nam, chính phủ hai miền Nam đã có sự quyết định của quốc dân để bầu ra còn lại một chính phủ, và một chính phủ miền Nam với một chính phủ miền Bắc chọn ra một chính phủ gọi là một chính phủ thống nhất. Thì lúc đó có tiền viện trợ của ngoại bang, hoặc nói một cách như tập đoàn cộng sản nói là tiền bồi thường chiến tranh của Mỹ. Nhưng tập đoàn cộng sản quá là ngu muội, nghĩ rằng là mình có cái sứ mặt ca, là mình có quyền mình nói hết lên những cái mà không có quyền cũng thành có quyền, nghĩ rằng người Mỹ sẽ nghe để cúi đầu để mà viện trợ. No way. Không người Mỹ nào mà chấp nhận mà đưa tiền cho cái bọn khủng bố, còn một bọn cướp chính quyền cả. Đừng có nghĩ rằng cái tờ giấy ngày được ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973 nó là tờ giấy lộn nha.
Tôi dùng nó là tờ giấy lộn để trong một vài cái điều kiện chúng tôi chia sẻ trên diễn đàn. Chúng ta không phải là tờ giấy lộn đâu. Quý vị nên nhớ một ngày gần đây chúng tôi cầm cái tờ giấy ra, chúng tôi buộc khắp những kẻ nào, nước nào mà thò tay ký vô trong đó là những kẻ đã chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm hết cho quốc dân này nè. Việt Nam toàn diện. Cho nên ngày hôm nay là ngày tháng hôm nay là ngày tháng tư, là cái ngày tháng mà tâm tối nhất cho đất nước Việt Nam, là cũng là cái ngày mà quốc hòa tập còn cộng sản Việt Nam nó mới biết nó là ai, nó mới biết tập đoàn cộng sản quốc tế là ai, nó mới biết tên Hồ Chí Minh là ai, nó mới biết là cách Mác Lênin là ai. Nếu không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì tập đoàn cộng sản chưa bao giờ biết Hồ Chí Minh là gián điệp của Tàu Tổng mà. Có đâu lúc cái đau khổ của miền Nam Việt Nam cũng phải chịu đựng một cái đau khổ để chi, để chống mắt tập đoàn cộng sản Hà Nội, để cho chúng nó biết được tên Hồ Chí Minh là tên gián điệp Tàu Cộng. Chứ tên Hồ Chí Minh không phải là hình hài của Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành xưa kia. Quý vị lầm to. Nguyễn Tất Thành xưa kia đi ra nước ngoài, đi bị làm việc ở tại Hương Cảng, bị chết cháy ở tại Hương Cảng rồi năm 1930. Và lúc đó tập đoàn cộng sản của Tàu Cộng nó cài cấm ngay tức khắc, mà cái việc chết cháy của tên của Nguyễn Tất Thành ngày xưa cũng do nên Tàu Cộng nó gây nên. Bởi vì Tàu Cộng nó có một cái đường chính trị 100 năm ở tại miền Nam Việt Nam á, cho nên nó chuẩn bị tư thế hết tất cả, nó tiêu diệt Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, rồi nó cài cấm tên Hồ Chí Minh vô. Và từ đó trở đi nó dùng bao nhiêu tiền bạc để nó mua chuộc những cái tờ báo ở nước ngoài để lâu lâu phải đăng lên nói là bác Hồ của miền Nam, bác Hồ đi xuất dương từ miền Nam cho đến tới ngày hôm nay được như thế này, được như thế nọ. Rồi nó dùng tờ báo đó nó gửi về Sài Gòn, Hà Nội để rồi dịch ra cho sinh viên cả hai miền để mà học, để mà nghe những cái gì bác Hồ như là sự thật còn sống ở nước ngoài vậy. Cho mãi đến tới ngày hôm nay là như thế. Tàu Cộng nó sẵn sàng nó tiêu diệt, nó cúp miền nước Việt Nam mình cho bằng được thôi mà. Cho nên nó bày ra cái trò chết cháy đó, rồi nó thế tên Hồ Chí Minh rồi. Rồi nó bắt đầu nó vẽ rồng vẽ rắn cho Hồ Chí Minh như là ông Thánh gì. Nó là Hồ Chí Minh còn trinh ở dưới cái lô Hồ Môn đó. Hồ Chí Minh đi đâu là có con rơi con rớt đầy đâu. Kể cả con của Nông Đức Mạnh cũng là con có tên Hồ Chí Minh. Cho nên nó Nông Đức Mạnh mới lai sinh một cái thằng con ra y chang như tên Hồ Chí Minh. Cũng vợ bảy, vợ ba, cưới con vợ đẹp đẹp về, thằng cha dớt đêm, rồi thằng con dớt đêm, hai cha con quýnh lộn với nhau, rồi không có giải quyết được phải đem ra xã hội nhờ luật pháp một cách nhục nhã cho tập con cộng sản Việt Nam. Đó. Cái kết quả của tên Hồ Chí Minh là Nông Đức Mạnh và con trai của Nông Đức Mạnh. Tôi có nói sai không? Trời, nếu tôi nói sai đây, Tô Lâm nó bay qua đây, nó mời tôi về lúc nào cả. Đúng không? Cho nên quốc dân Việt Nam, cái sự đau đớn của quốc dân Việt Nam trong tháng 4 này, nhờ cái đau đớn đó mà Tập đoàn Cộng sản Hà Nội nó mới mở con mắt lên, nó mới nhận diện ra được tên Hồ Chí Minh là tên gián điệp Tàu Cộng. Và cũng nhờ cái sự đau khổ ngày 30 tháng 4 năm 1975 mới chấm được cặp mắt cho tập đoàn cộng sản Hà Nội mới biết được tên Hồ Chí Minh là tên Tàu Cộng. Chứ còn nếu không, tập đoàn cộng sản Hà Nội là cái quân nô lệ của Tàu Cộng thì chỉ biết tên Hồ Chí Minh là ông Thánh mà thôi. Việc tên Hồ Chí Minh là tên Tàu Cộng, chỉ có một người trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản biết thôi, đó là Tôn Đức Thắng. Chỉ có một mình ông Tôn Đức Thắng xưa kia mới biết tên Hồ Chí Minh là sự thật, không phải là Nguyễn Tất Thành xưa kia. Còn tất cả không bao giờ biết. Lúc Nguyễn Tất Thành đi vào miền Nam, đi vô làm thầy giáo dạy học ở trường Dục Thanh ở Bình Thuận gì đó, ba xạo không à,
Nhưng mà nếu nếu có thì cho gọi là có. Thì cái lúc đó cái Lê Dũng, Phạm Văn Đồng rồi Ngô Vi Giáp rồi xin lỗi còn ở trường đi tắm mưa thì làm sao biết mặt được Nguyễn Tất Thành xưa kia lại. Để mà ngày để mà năm 1945 vào cái passport để mà nhìn thấy cái tên con khỉ đó của Hồ Chí Minh ở đó để mà so sánh. Làm gì thấy được đâu, làm gì biết được đâu Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ai Phúc xưa kia lại đó. Cho nên nó là thấy con tên già lụm khùm ăn mặc xúc xéo, ăn mặc giống như là một tên là thổ phỉ chứ đâu phải là người Việt Nam. Người Việt Nam cái nhân cách của người Việt Nam nó lớn lắm. Giàu nghèo đó như thế nào khi ra đường cũng phải là tôn tất. Còn cái tên thổ phỉ Tàu Cộng Hồ Chí Minh nó ăn mặc mình nhìn thấy toàn là quần rách áo rưới, nó làm như là nó khổ lắm để chi mua chuộc nha quốc dân. Cho nên cỡ viên các cái tập bộ chính trị của Hà Nội làm gì biết tên Nguyễn Tất Thành xưa kia mà để so sánh với tên Hồ Chí Minh sau này. Và kể cả Tôn Đức Thắng biết nhưng không bao giờ dám nói, bởi vì muốn sống thì phải làm thinh. Cho nên Tôn Đức Thắng rất là hập hực, khó chịu phải sống bên cạnh một cái sự lừa dối, làm việc trong cái một cái bộ máy lừa dối, sống bên cạnh một tên gián điệp của Tàu Cộng nó cài cắm qua, biết mình biết rõ. Và sau đó Tôn Đức Thắng đã làm tới chủ tịch nước mà cũng không dám mở miệng ra nói, bởi vì nói là gián điệp của Tàu Cộng nó tới nó thiến cổ liền. Nhưng cho đến cuối đời của Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng, hai vị đó thừa nhận và có gửi văn thư đến Tổng thống Đào Minh Quân thừa nhận là chiến lược của Đệ Tâm Việt Nam Cộng Hòa là chiến lược cứu tinh để giải thể Tàu quyền Cộng sản Việt Nam, thiết tân dân chủ của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lập ra là rất cần thiết để thay thế cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những cái lời văn của Phạm Văn Đồng, của Võ Nguyên Giáp trước khi lìa đời đã gửi thơ đến cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và trình bày như thế đó. Cho nên quốc dân Việt Nam đừng bao giờ nghe những gì tập đoàn Cộng sản nói, bởi vì thời gian nó có hơi dài, nhưng mọi sự đều có sự tính toán đầy đủ anh minh của ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Quốc dân Việt Nam đừng có lo lắng băn khoăn điều gì cả, chuẩn bị cái tư thế để hưởng nhàn cuộc đời, để hưởng thụ cuộc đời, chứ không phải là làm nô lệ cuộc đời đâu. Cho nên khi mà Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về cu lập quốc là tất cả rất cần thiết, đó là cái bàn an sinh xã hội sẽ thành lập tức khắc trên hai miền đất nước. Quốc dân Việt Nam không thể không có cái mái để, nhà để che trên đầu. Tuổi trẻ Việt Nam không thể nói rằng là không có nơi học ở, từ ở trường trẻ hay là vào đến tới đại học. Hai môi trường đó rất cần thiết cho đất nước Việt Nam. Và các em nó được quyền hãnh diện tung tăng vào vườn trẻ và đi thi vào đại học mà không cần phải tốn tiền. Đây là cái việc của chính phủ, mình còn cho tiền nó thêm, chứ đừng có nói rằng là bắt phụ huynh mà đóng tiền học cho các em đi vào trường học là cái chuyện vô lý. Chỉ có tập đoàn Cộng sản nó muốn hút máu nhân dân, nó bày ra cái trò là phải đóng tiền cho mẫu giáo, cho trường trẻ về trong trường để học rồi, một cách vô lý. Mà tôi đã nói khi đất nước mà thanh bình rồi, người dân Việt Nam thấy gì mời người dân Việt Nam vào một cái máy trường đại học, mỗi một người học 5 hay 2 năm để biết cái kiến thức, để trở thành một người công dân có đầy đủ quyền tự do dân chủ, hay là cách thức có một cuộc sống tăng trưởng lên lành mạnh hơn,
phí thời gian của quý vị là ít nhất 2 năm quý vị mới thấm nhuần nó. Cho quý vị đi du lịch ra nước ngoài, mỗi một người một năm đi du lịch 2-3 tuần trong một năm đi ra nước ngoài, nhiều đó đủ rồi. Ra nước ngoài là quý vị là chỉ là đi chơi chừng 2-3 tuần đó ở trên nước tự do, nhất là nước Âu Châu. Liệu bằng quý vị về nước Việt Nam quý vị học đôi ba năm rồi đó. Và sự thật là vậy, để tâm Việt Nam Cộng Hòa khi mà về chắc chắn là quốc dân Việt Nam phải như tôi đã thưa, gần như bắt buộc quý vị phải đi du lịch. Để chi? Để quý vị có đầy đủ kiến thức là một người công dân của cái nền tự do dân chủ. Lúc đó chúng tôi không có để cái gạch tàn thuốc mà nói ê chỗ này quý vị không được phép gạch tàn thuốc, bỏ tàn thuốc ở đây, không cần chúng tôi phải nói câu đó. Khi mà quý vị đi du lịch ra nước ngoài rồi thì quý vị về đến nước này, chúng tôi chắc chắn 100% chúng tôi không cần phải nhắc nhở quý vị cái điều đó. Và nhất định quý vị đi tới bữa ăn hay là tới cái cuộc nhậu nào, quý vị không còn là ăn rồi cái là bỏ dục cái xương cái bạch xuống ngay cái chỗ dưới chân mình đang ngồi ăn, quý vị sẽ không còn có cái cách thức xử sự kiểu đó nữa. Và chúng tôi không cần thiết phải coi cho cán bộ đến đó nhắc nhở nữa, quý vị là cán bộ luôn rồi. Khi quý vị đã đi du lịch ra nước ngoài là quý vị trở về Việt Nam mà quý vị còn hơn là một vị cán bộ giữ gìn môi trường ở của xã hội nữa, đúng không? Và một điều kế tiếp nữa, lúc đó không cần thiết phải là đi ra đường phải gìn cái giỏ sách rồi giữ gìn cái iPhone rồi đi ra đường ở tại Sài Gòn thôi, nó vô cùng cực nhọc. Cái tay phải thì gìn cái túi bên phải, cái tay trái thì gìn giữ cái túi bên trái, nó cực nhọc, nó khó khăn. Rồi tay nào mà để nắm tay người yêu mà để đi dạo phố bây giờ, lúc nào cũng sợ à cái túi này không biết có cái cánh tay nào nó xỏ vô nó lấy cái gì, bên phải bên trái tôi nên mình ngại, cho nên hai tay mình với đi bí gì luôn, là không có cái tay nào mà để mà nắm tay người mình yêu để mình đi dạo phố cả. Khổ tâm như vậy. Nhưng mà nếu quý vị đi ra nước ngoài, quý vị sẽ có cái cảm cái giác về, có cái cách nhìn tổng diện, rồi quý vị về Việt Nam là quý vị sẽ an bình. Qua nhà nhà người người nào cũng người Việt Nam nào cũng phải đi du lịch. Có nhiều người hôm trước nói rằng tiền đâu đi du lịch, tôi nói trời đi du lịch đâu phải tiền cá nhân của quý vị đâu, quý vị hỏi câu đó, đi du lịch là tiền của nhà nước. Chúng tôi làm việc ở tại Âu Châu này là vậy, xin phép quý vị. Chúng tôi làm việc ở Âu Châu đó là tiền đi du lịch, tiền của nhà nước. Nếu mà quý vị mà lấy đồng tiền đó bỏ túi mà vẫn còn ở trong nước mà đi làm việc tiếp á hả, nhà nước đóng thuế không được, đóng thuế hai lần, đóng thuế lúc cái tháng đó 50%, rồi sau cuối năm khai thuế đóng thuế tiếp nữa, đóng thuế bay mất tiêu luôn. Cho nên cái ông nhà nước tính rất hay, làm cho người dân bắt buộc phải rời khỏi đất nước để đi chơi, đi xài hết cái số tiền của nhà nước cho. Hay vậy đó, thì mai mốt tương lai của dân Việt Nam của chúng ta cũng tương tự như vậy. Còn nếu không đi chơi á, thì để tăng Việt Nam Cộng Hòa sẽ dùng cái chính sách, nếu có thể như là chính sách của nước Brunei, cho cảnh sát đâu cầm quốc dân nào không đi du lịch, cho cảnh sát cầm luôn, dẫn đi ra tới Việt Nam rồi gỡ đưa vé máy bay qua tới địa chỉ đó, rồi có người hướng dẫn đi chơi bên đó 2-3 tuần rồi về. Quý vị không tin đó là quyền của quý vị, nhưng mà nó sự thật là vậy đó. Nó sự thật là như thế. Thấy gì đưa cho quý vị lên đại học, quý vị học để mà cho mình trở thành một người công dân tốt, có trách nhiệm ngoài xã hội không? Mệt lắm, 2-3 năm học đại học mệt, uống cơm quốc gia, mất thời gian của quý vị đó. Cho quý vị đi ra nước ngoài thì quý vị sẽ có đầy đủ, không cần phải đi học tốn tiền. Cho nên ngày tháng ngày hôm nay là ngày tháng, tuy rằng
đổ máu, đau khổ, nhưng cũng là cái ngày tháng mà để cho quốc dân toàn hai miền Nam Bắc để biết cộng sản là ai, và cho tập đoàn Bộ Chính trị Hà Nội biết tên Hồ Chí Minh là ai, và chính sách của họ đang cai trị trên quốc gia Việt Nam lấy từ nguồn ở đâu. Đó là những lý thuyết của các Marx, Lenin, Stalin. Đó là những cái loại lý thuyết của những con người mà thất sủng, thiếu đấu tranh để vươn mình. Cho nên ngày hôm nay chúng nó dần dần tiêu diệt hết rồi. Cái gì mà không phải sự thật là nó chết dần chết mòn. Tên Putin sắp sửa bị cầm đầu. Cho nên xin thưa quý tất cả các chư vị, một thánh nhân ra đời luôn luôn ra đời một cách mà mình thấy nó ngồi đi, nó ngồi cái sự tư duy suy nghĩ của mọi người. Thấy gì là một đấng thiêng liêng chân lý mà hạ giới thì ít nhất phải hạ giới trong một cái kiểu, một cái án mây, hay là một trong một cung điện nghi nga nào thì nó mới đúng, phải không? Cái này mà phần hầu như không phải phần lớn, hầu như tất cả luôn, tất cả các vị mà chân lý, chẳng hạn như là Đức Phật Hy Đạt Tha, rồi Chúa Giêsu, hay là ông Muhammad, hay là những vị mà chúng ta biết được đó, Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ vân vân, các vị đó khi ra đời khổ. Chúa thì đi ra đời trong cái mang cỏ khổ, chỗ mà dơ giấy mũi mầm không à. Rồi Đức Phật được sanh ở ngoài đầm ruộng, trời ơi, trong khi ở cung điện không sanh nữa mà lại sanh ra ở ngoài đầm ruộng, khổ vậy. Đức Huỳnh Giáo Chủ sanh ra là bệnh tật, cho nên nó khác ngược. Nhưng mà cái đó nếu mà các vị mà chân lý đó sanh ra trong một cái gì nó đẹp đẽ thì nó sẽ không mang lại cái niềm tin cho quốc dân đâu. Tôi nghĩ vậy. Cho nên tất cả các chân lý đều sanh ra tôi nói khổ vô cùng khổ. Ngài Đức Quốc Công của chúng ta cũng tương tự như thế đó. Khi nói ra điều này thì quý vị nói làm gì, tại sao đem Đức Quốc Công so sánh với các vị chân lý? Giờ bây giờ làm cách nào đây, bây giờ làm cách nào để có thể mà phân biệt được ai là thánh nhân, ai là công dân bình thường đấy? Làm cách nào? Phải dựa vào những cái đầu tiên của các vị hạ giới ra mà có thể xác minh được. Chứ chúng ta là phàm phu tục tử, làm cách nào chúng ta xác minh được? Thì đã nhìn bao nhiêu các vị chân lý đã lai sanh ở hồng trần rồi, có ông nào sanh ở trong cung điện đâu? À, người sanh máng cỏ, người sanh ở ngoài đầm ruộng, người sanh ra bệnh tật. Ngài Đức Quốc Công chúng ta cũng sanh ra ở trong cái bọc vô cùng, gần như không có ai còn muốn nhìn thấy cái bọc mà nhân dân Việt Nam gọi là cái bọc điều, cái bọc đó rất là tốt. Nhưng mà mình cái chuyện tốt thì mình hãy để qua một bên đi. Mình nói cái chuyện là tất cả các bậc mà thánh nhân gọi là sư giả của Thượng Đế sanh xuống hồng trần đều bắt đầu là cái khổ liền, bắt đầu là cái khổ. Ngài Đức Quốc Công của chúng ta cũng không ngoại lệ. Ngài vừa sanh ra là cuộc chiến tranh bắt đầu ập tới, mà trong cái lúc mà ngài sanh ra trong bọc điều cũng vậy. Nếu mà người thường hắn cũng đã tắt thở chết từ lâu luôn. Rồi từ đó ngài lớn lên trong một cái vô cùng khó khăn cuộc đời, nay dời mai đổi, ngài đi khắp vùng ở tại vùng một chiến thuật, đi tới đi lui đi xuôi đi ngược, hay giặt quanh hướng đông thì chạy về hướng tây, đi như thế mà cố gắng ăn học lăn xả trong cái sự khổ hạnh để tiến thần. Khi lớn lên chiến tranh ập tới, quy bọn xâm lăng tàn bạo của Hà Nội, ngài cảm thấy mình có một cái trách nhiệm, mặc dù mới có 16 tuổi. Trong thời đại chỉ Việt Nam Cộng Hòa, ai 16 tuổi nói chuyện đi đăng lính không có đâu. Người ta lo trung lính không lo, đừng có nói chuyện là đi đăng lính 16 tuổi. Mà đăng lính lúc 16 tuổi ai chịu nhận đâu.
Nhưng mà Ngài tìm đủ một cách lấy giấy khai sinh của người anh ruột của mình đăng ký vô. Trong cái thời chiến tranh đó mà có một người mà dũng sĩ như thế đó tìm ra không, không có khả năng bao giờ mà tìm ra được một người nào có thể làm như vậy. Hay là đúng tuổi người ta tìm cách ta làm cho nhỏ tuổi lại thêm à, hoặc là người ta tìm đúng một cách là ta lo lắng người ta sống ở trong đô thị, làm việc ở văn phòng rồi à. Nhưng Ngài Đức Quốc Công Tổng thống đồng mượn giấy của ông anh mình đăng ký vô trường sĩ quan Thủ Đức, rồi học ra, rồi cái là thay vì những người khác người ta tìm cách là người ta ở lại ở địa phương người ta làm việc cái là để cho có sự sinh tồn lâu dài hơn, nhưng Ngài quyết định đưa ra trình lên cho cấp trên là đưa Ngài ra tới nơi tỷ đầu dưới tiếng vùng hóa tiếng quản trị, trong một lãnh đạo lãnh trách nhiệm một cái toán là lực lượng đặc biệt gọi Black Tiger, hắc hổ, lực lượng đi không tiếng về không lời, không có quân số, chết không ai biết mà sống cũng chẳng có ai hay luôn. Đó là lực lượng Black Tiger. Cho nên nhìn những cái bối cảnh trôi qua theo dòng đời của Ngài, xác nhận cũng như ngày xưa chúng ta xác nhận các vị chúa, các vị thánh ở dương gian này chịu cực khổ bao nhiêu, thì chúng ta dựa vào cái cực khổ, cái độ đầy đó mà chúng ta xác nhận các vị đó là thánh chúa, thánh nhân. Thì ngày hôm nay chúng ta xét về Ngài Đức Quốc Công cũng tương tự như thế. Cho nên Ngài là một vị chiến thắng, Ngài là một vị sự sống còn. Dù bị bất cứ trong hoàn cảnh nào, Ngài cũng là sống còn. Quý vị đừng nghe nói rằng Ngài Đức Quốc Công trong lịch sử, Ngài ai cũng biết là Ngài không chấp nhận chế độ cộng sản. Ngài bị bắt sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngài bị bắt, Ngài đi ở tù giống như tất cả các đại quân đoàn của Việt Nam Cộng Hòa. Người ta nói rằng là Ngài vượt ngục, Ngài vượt nhà tù cộng sản, Ngài đi vượt biên. Đối với tôi thì tôi không nói là Ngài vượt ngục. Ngài vượt ngục tức là Ngài phải xé cái hàng rào đó ra, Ngài sẽ đánh lộn với lại cán bộ cộng sản, Ngài sẽ giật súng của cán bộ cộng sản, Ngài sẽ bắn giết cán bộ cộng sản canh gác, rồi Ngài mới chạy, mới gọi là vượt ngục. Cái này Ngài đó có đi cái kiểu đó đâu. Đêm đó Ngài tổ chức một cuộc văn nghệ, có mời chính ủy cán bộ to lớn tới xem. Cán bộ đi xe bốn bánh tới thắng kịp vô trong đó. Ngài đứng ở, Ngài ở bên trong nhìn thấy cán bộ vô thì Ngài ra, Ngài là trưởng ban văn nghệ nè, được quyền chào hỏi mà. Rồi Ngài cứ đi tiếp tục ra tới chiếc xe, Ngài leo lên chiếc xe, Ngài đề ba, nhưng mà Ngài đâu có chìa khóa đâu mà Ngài đề ba, đều có chìa khóa là cái tên cán bộ kia nó giữ rồi. Ngài tìm đủ mọi cách dùng cái tâm tư ước muốn của mình là làm cho chiếc xe này nó nổ, thì chiếc xe nó nổ. Hay cái chỗ đó. Ngài chơi cái số ve ra, cái là chạy ra tao kêu cổng, yêu cầu anh cán bộ, ê mở cổng cho tôi đi. Anh cán bộ kia mở cổng ra, Ngài đi. Lái xe ra đường, Ngài rồ ra cái veo chạy về tới Sài Gòn. Ngài có vượt ngục không? Không. Ngài không có xé hàng rào, không có dùng vũ khí tấu tân nào tiêu diệt đánh đấm gì các cộng sản. Ngài không phải đi vượt ngục, xé cửa nhà tù đi đâu. Ngài đi bình thường tự nhiên. Cho nên tôi không bao giờ nói rằng là Ngài đi vượt ngục, vượt có tài kén đi vượt khỏi nhà tù cộng sản. Tôi không dùng cái danh từ đó. Tại vì Ngài không có xé nhà tù ra, Ngài không có áp đảo cán bộ cộng sản, cho nên không thể nào nói là Ngài đi vượt ngục cả. Ngài nghe như tự tại đi, bởi vì Ngài là một người tự do, Ngài là một người dân chủ, Ngài là người sống còn, Ngài bất chiến bại. Cho nên đừng có nhìn thấy trên dọc đường đời có Ngài có nơi nào thất bại không? Không bao giờ. Đi vượt biên cũng được thành công, mặc dù chịu đựng vô cùng khó khăn, 14 lần phải là khẩu chiến với là bọn hải tặc Thái Lan, để mà bọn hải tặc Thái Lan không được phép đụng đến đàn bà con gái ở tỉnh tạ. Với một thân hình nhỏ bé mà có cái khả năng thuyết phục được là 14 lần của những bọn hải tặc. Ở trên đời này chỉ có một chiếc ghe đó thôi.
Còn những chiếc ghe khác ra trời, người hải tặc nó giết người Việt Nam, nó giết với một cách tàn bạo. Nó tới Thái Lan làm Malaysia hay Thái Lan, nó cũng tương tự như thế. Cái hận thù nó cũng tàn bạo lắm. Nhưng mà thôi, nếu chúng ta mà nói hận thù thì chúng ta không có khả năng nào mà chung đâu trở hết cái hận thù các nước khác được gây đến cho dân tộc Việt Nam. Cho nên và khi ngài hạ cánh an toàn tới nước Mỹ, thì tôi sẽ muốn gửi cho quý vị một cái thông điệp rằng tại tổng nghĩa được nó có một cái nguồn nước, nó là một cái nguồn nước, là một trong những cái ân điển mà Thượng Đế ban xuống để cho sinh vật được sinh tồn. Đó là cái nguồn nước thánh tại tổng nghĩa được. Các nhà thầu như bỏ cuộc, nhưng ngài Đức Quốc Công lại quyết liệt, không vì thế mà ngài, bởi vì ngài là một cái hạt giống tốt mà một lý tưởng lành mạnh thì trồng nơi đâu cũng có khả năng sinh tồn được cả. Cho nên từ lúc mà ngài sinh ra đời, ngài đi lính, ngài chiến đấu với cộng sản tại địa đầu với tiên giới tiên quản trị, rồi ngài bị bỏ tù, bị cộng sản nhốt tù, rồi ngài đi vượt biên, ngài luôn luôn thành công và ngài là sự sống. Chúng ta không cần thiết phải vào tận cái tâm của ngài để xác minh, nhưng không ai có thể bước vào được cái tâm của ai cả, nhưng chúng ta có thể nhìn, quan sát và xác minh bên ngoài qua sự sinh tồn và thành công của ngài, thì ta nắm chắc và khẳng định ngài là bậc thánh nhân, là sứ giả của trời giáng hạ cứu dân. Nhưng như chúng ta đã thấy qua những cái chặng đường của ngài, nếu người thường thì ắt hẳn yếu ngay trong cái bọt nước khi chào đời, và nếu người thường thì trong thời chinh chiến khói lửa, không ai có đủ khả năng mà tự nâng cao cái tuổi của mình lên để cho hộ pháp tổng quân đánh giặc trong quân xâm lăng Bắc Việt cả. Điều nổi bật và can trường nhất là khi còn trong quân đội là trưởng toán Hắc Thổ, biệt danh là đi không tiếng về không lời, tại địa đầu vùng Hổ Tiến Quảng Trị cuối tháng 3 năm 1975. Ngài có lệnh về Sài Gòn để đi di tản, nhưng ngài trở lại đơn vị của mình để gom được đủ 53-54 chiến sĩ trong cái toán của ngài, còn đầy đủ quân phong quân kỳ, cùng về với lại Bộ Tư lệnh Quân đồng 1 Đà Nẵng để chia tay đầy lưu liên. Mà trong khi các bậc thầy như thí dụ như Trung tướng Nguyễn Văn Toàn ở vùng 3 chiến thuật cao bay xa chạy ra hạm đậu Mỹ, trong khi chiến sĩ đang còn đánh sấp lá cà quy giặc xâm lăng công sản Bắc Việt. Còn từ ngữ nào để diễn tả cái cảnh này? Tại thành phố Cali gọi là thành phố gió tanh mưa máu, khi ngài hạ cánh an toàn trên đất nước tự do, nơi cái thành phố đó nó đã xóa tên không biết bao nhiêu là các bậc học giả, học sĩ, diễn giả, giáo sư, luật sư, gần như không còn một cái cây cổ thụ chống đỡ nước non nào còn xanh tươi lá tại tiểu bang Cali cả. Bị cái bã dư thừa mua chuột, bị cái loại sâu bọ ăn hết lá xanh, đang sống trơ trọi tại một cái thành phố đầy cán bộ xã hội, chỉ biết đâm bị thấp, thấp bị gạo, kiện thưa lẫn nhau, làm cho cái thằng giặc chê cười, thật là một cái nhục cho người Việt quốc gia của chúng ta. Nhưng ngài Đức Quốc Công như hoa sen giữa chốn bùm lầy, gần bùm mà chẳng hôi tanh mùi bùm là chỗ đó. Phước cho dân tộc Việt Nam của chúng ta còn lại duy chỉ một người, đó là đấng cứu rỗi dân tộc Việt Nam, Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Quân. Ta đang thắng giặc là cái chỗ đó, ta đang đánh bại bọn ganh tị viên là cái chỗ đó, ta đang chà giấy nhám trên đường mắt của những cái bọn thức giả là cái chỗ đó. Ngài Đức Quốc Công là sự sống, là sinh tồn, là bất khả bại trên mỗi bệnh viện,
dù ngài có đứng giữa rừng hoang, giữa cột bèo, giữa chó dữ đi chăng nữa, nhưng mà ngài đã làm như thế. Ngài đã từng sống ở trong sa mạc, hằng đêm có bầy chó sói xuống đó, nhưng bị ngài cảm hóa. Ngài đã kinh qua như thế giữa đêm kia tối tăm mịt mù tại sa mạc Atalanta. Tôi nghĩ được nếu bọn thức giả Việt Nam trên thế giới sẽ làm gì để cứu mình trong cái tình huống đó, hay chỉ biết nhắm mắt đợi chờ chết. Nhưng bây giờ những cái thức giả đó đang chờ chết dần trong các cái thành phố hô lệ như Cali rồi đó. Khi bọn ác nhân mà rải chông gai trên đường đi hóa duyên của Đức Phật, Đức Phật phán như thế này: việc rải chông gai là việc của các ngươi, việc ta đi làm hóa duyên là việc riêng của ta, hai điều không có liên quan với nhau. Rồi ngài bước đi mà không hề uống gì. Như chúng ta chứng kiến ngài Đức Quốc Công của chúng ta ngày hôm nay vậy đó. Việc chống đối là việc của bọn giặc phỉ, của cái bọn ganh tị viên. Việc ngài Đức Quốc Công đi giải thể bọn tà viên là việc của ngài. Hai điều không có liên hệ với nhau. Nên tất cả chúng ta hãy an tâm giữ vững niềm tin tất thắng. Ta có khởi hành, ác hẳn ta sẽ đạt, có ngày đạt đến. Nguồn nước trong xanh tươi mát nằm tận trong lòng đất, trên phủ đầy các sa mạc khô khan. Cách âm dương mà ngài cảm nhận có nước, ấy là cái tài kinh bàn tế thế của ngài Đức Quốc Công của chúng ta. Tôi sống và đi khắp cái tiểu bang Cali, tiểu bang Texas và tiểu bang Louisiana. Nhà nhà đều phải mua nước uống, và kể cả tiểu bang Cali, khi mình vào toilet thì mình biết ngay nguồn nước ở đó đi như thế nào. Thượng đế cho ta tất cả những phương tiện gì có thể có được và cần thiết để dùng, nhất là một cái vị lãnh đạo anh minh nhân từ như Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Quân để lãnh đạo một cái chính phủ toàn cầu, thiết lập một cái cơ quan cảnh sát môi trường quốc tế cho công việc giải thể tà quyền cộng sản Việt Nam nói chung, nói riêng là nước Việt Nam. Nguồn nước mạnh mẽ nhất, trong lành nhất có sẵn, như là một sự hiền diệu qua nhiều ngày con các nhà thầu đã vô vọng định bỏ cuộc. Nhưng Đức Quốc Công phải chấp nhận đánh cược với họ khi yêu cầu họ khoan vào nơi này. Nếu vẫn không có nước thì ngài phải trả gấp đôi. Nếu có nước họ sẽ không lấy tiền công. Kết quả đã khoan ra một nguồn nước mát ngọt trong lành. Trong cái thời gian dài không có thức ăn ở tủ nghĩa đường, Đức Quốc Công Tổng thống đã sống sót và được chữa khỏi tất cả các bệnh như hen suyễn mãn tính nhờ cái loại nước này. Đây có thể coi là một cái loại nước đầy phước lành. Khi nhắc đến cái nạn bệnh tật này, chúng ta có thể mường tượng ngài Đức Quốc Công của chúng ta như là Đức Quỳnh Quán giáo chủ vậy đó, cũng mang nhiều bệnh tật lúc thiếu thời, nhưng bỗng nhiên đang đi cày dưới ruộng, rủ áo lên bờ thì giảng được đạo ngay mà không cần phải trải qua các trường lớp nào. Phần này là sự nhiễm màu, mà màu nhiễm này quốc dân Việt Nam của chúng ta sẽ được hưởng trong cái thời thượng nhân thanh đức xuyên qua lòng đại từ đại bi tri dụng của ngài Đức Quốc Công trong những ngày tháng sắp đến. Rồi đây bọn thức giả khô bản kia sẽ tự thẹn lòng mình khi quốc dân trên thế giới nói chung, nói riêng dân tộc Việt Nam có được cái lối sống thanh bình, êm ấm trong thời thượng nhân thanh đức do Đức Quốc Công lập nên mà thôi. Cho nên chúng ta hãy giữ vững niềm tin. Niềm tin là những điều cần thiết quý vị có để đạt được cái mục đích của mình. Nếu quý vị mà mất niềm tin, quý vị nên nhớ, thật sự là tệ nhất là con người không có niềm tin. Con người không có niềm tin thì chỉ có
không còn đáng sống nữa đâu quý vị. Quý vị phải có niềm tin, đó là sự thật của chúng tôi. Nếu quý vị mà mất niềm tin giống cũng như là cái ông một chiến sĩ đi trong rừng mà mất cái la bàn vậy đó, dù niềm tin nào chăng nữa quý vị cũng phải có đó. Nhất là niềm tin giải thể tạo quyền cộng sản, quý vị không thể đánh mất vì một lý do nào cả. Bởi vì ngày tháng tới đây là ngày tháng để Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nước, mà quý vị mất đánh mất được cái niềm tin đó đi thì quý vị sẽ tự thẹn lòng mình. Cho nên ngày hôm nay là ngày đau thương của quốc dân, chúng tôi cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam luôn có niềm tin giữ vững lập trường để giải thể tà quyền cộng sản Việt Nam trong những ngày tháng gần đây. Cảm ơn tất cả các quý vị đã cùng chúng ta tương tác trong clip vừa qua. Hello Việt Tư. Bởi vì chúc bình minh một ngày thật là bình an, chúc thần lễ trong một ngày bình an. Chúc Sa Lê một ngày bình an. Chúc Nam Nguyên một ngày bình an. Chúc Hồng Anh một ngày bình an. Chúc Bình Hoa một ngày bình an. Kính chào quý vị, chúc quý vị một ngày bình an bên người thân yêu.